À, rồi nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp nó với cái cơ dữ liệu ha. Mình vào chỗ tool, các bạn chọn cho anh vào chỗ Firebase nha. Rồi. Các bạn click vào trong cái gì đây? Real time database đúng không? Chọn vào get get start with real time database. Bấm connect to Firebase đúng không? Đó. Thì nó sẽ nhảy đến một cái trình duyệt nào mình kiếm đến cái Firebase nào của mình đúng không? Mình chọn ra một cái đây ha. Trước hết là chúng ta phải tạo một sách mới trước ha. Ta phải tạo một sách mới ha, đây ha, ở đây ha. IoT là gì? IoT 1 đi ha. Cái gì? Korea đúng không? Đó ha. Đó. Korea gì ha. Rồi. Bấm vào confirm, bấm continue tiếp tục nha. Rồi. Bấm vào accept, bấm correct ở project, đợi cho nó khởi tạo xong nha. Bấm continue ha. Rồi ha. Nó chạy như này đúng không? Ta quay về cái ứng dụng của mình đây ha, đây ha. Nó bữa là gì? Low web to connect for low đúng không? Đó ha, mở ra còn đó rồi. Đâu. Nó connect ha. Rồi ha, đó. Rồi bây giờ đúng không? Thấy nó connect rồi đúng không? Đó, mở lại ha. Bấm reload lại coi các bạn ha. Rồi đúng không? Mình vào đây ha, rồi ha. Tắt đây ha. Tương tự gì đây? Bấm connect lần nữa đó đây. Ok đúng không? Được rồi đúng chưa? À, bấm connect hai lần như vậy nó được đúng không? Mình cái mình để mình tạo là gì đây? Chính là gì đây? IoT Korea đúng không? Rồi ha. Rồi đúng không? Đã connect ok đúng không? Bây giờ làm gì đây? Bây giờ ta lấy đây bấm vào chỗ là gì? À, the real time database SDK to app đúng không? Rồi ha, bấm accept, bấm accept đúng không? Rồi ha. Cái thứ hai đó. Đợi nó chạy nó đang khởi tạo chưa? À, như vậy đã khởi tạo xong đúng chưa nè? Rồi ha. Rồi chúng ta trở về cái database của mình đúng không? Đây ha. Mình trở về cái database của mình đúng không? Đó ha. Đây ha. Mình còn bằng gọi là cần số phải bay đúng chưa đó ha, mình trở về cái bộ sách của mình chính là gì, IoT IoT Korea đúng không? Rồi ha, mình vào cho anh vào các bạn click vào cho anh ha, đó. Click vào chỗ cái phần là gì à, và build chọn cho anh là chỗ là gì, real time database nha. Rồi mình bấm ở đây mình chọn upgrade ok net luôn đó. Chọn cái đầu tiên luôn, bấm enable ha. Rồi tiếp theo chúng ta vào chỗ trong chỗ cái phần là gì, ruler đó, đó. À, mình sửa chỗ font này thành true hết nha. Đó. Ok đúng không? Rồi dismiss ha. Rồi ha, mình trở vào data lại rồi ha. Rồi bây giờ mình test thử là nó kết nối được chưa nha. Mình vào trong cái app của mình đúng không, các bạn click vào lại tool lại ha, tool này ha. Rồi bye bye. Mình sẽ thấy nó có một cái gì đây, nó có cho mình một click real time, nó có cho mình một cái symbol đúng không, mình copy cái này đúng không, copy cái này rồi copy ha, bấm Ctrl C copy để copy nha. Rồi bây giờ mình muốn trở vào khu vực một luôn ha, thì mình vào đây mình vào manifest mình trở vào khu vực một mình coi dễ nha, KV1 rồi thì mình thử này. Đổi tên luôn, mình cho cái KV1 nó thì đầu tiên nha. Rồi ha, mình vào trong chỗ thằng KV1 đây, mình dán vào đây ha, mình dán vào trong đây đó. Mình coi thấy nó, nếu mình dán vào rồi mà nó có chữ hello là để lên cái đó thành công đúng không? Mình bấm đây, đưa chuột vào, mình thấy mình có chữ là gì? Import class đúng không? Đó. Đưa chuột vào import class đúng không? Rồi ha. Rồi mình run lên nha. Đó. À, với điều kiện là cái điện thoại của mình nó phải kết nối với wifi nha, có internet nè. Run lên nha các bạn xem thôi. Anh run này. Đó. Cho nên nha. Rồi. Mình lên mình coi tên lên chỗ Firebase của mình có chữ hello world chưa, có chữ hello world rồi đúng không? Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối với cái thằng Firebase thành công đúng chưa nào? Để kết nối với cái thằng Firebase thành công, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ link dữ liệu với nhau đúng chưa nào? Rồi ha, và nhiệm vụ chúng ta thì
chúng ta sẽ link cái dữ liệu với nhau nha. Rồi ha. Link cái dữ liệu với nhau ha. Ừ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đối tượng này để hiển thị đúng không? Rồi ha. À, mình sẽ có đối tượng này đúng chưa? Vào chỗ là gì? City đúng không? Này chính là gì ra tới tới nhiệt độ này, tới tới độ ẩm đúng không? Đây mình gọi điện một, mình gọi điện hai đúng không? Rồi ha. Vào KV1 đây ha. Khai báo nó là gì? Nó là Private đúng không? Private. Nó là gì ta? TXT đúng không? Test view nhiệt độ. Ok. Với độ ẩm đúng không? Rồi ha. Nó là Private. Nó là Private, nó là gì? Is my view đúng chưa? Đó điện 1 ha. Thì điện 2. Ok rồi. Tiếp tục là làm cái bước ánh xạ từ cái vỏ sang cái ruột đúng chưa? Cái này chúng ta bỏ đi ha. Rồi, ok. À, gì đấy nhiệt độ đúng không, mình phải r.it tới tới điện mò nhiệt tới tới nhiệt độ. Ok mình copy nhanh nha, mình có bốn cái đúng không, copy nhanh nha. Rồi nhiệt độ độ ẩm đúng không, tê đây ấm đúng không, rồi ha, rồi ha, rồi mình có gì điện một đúng chưa, img điện một, điện hai đúng không, mình sẽ có là gì, img điện hai đúng chưa. Rồi ok đúng rồi ha, rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ để mình lấy một cái con ha. Rồi ha, đây nha, chúng ta nhớ ta copy cái khúc này, chúng ta bỏ, chúng ta muốn lấy dữ liệu từ file bây giờ chúng ta copy khúc này đúng không, anh để nè, anh sẽ để code cho các bạn ha. Đó các bạn nhấn vào trong nó, ở phần nó phải ở giữa cái này nha, nhớ là on nó ở trong, nó phải ở trong cái hàm là on create, dán vào đúng chưa nó ha. Rồi đi nè, chỉ là tiếng mình sửa ha. Đây, tốt thằng báo lỗi, lỗi dữ liệu đúng không, tốt bị lỗi đúng không, đi một lát đúng không. Rồi list đây chính là gì, đây đây trong cái KV1 đúng chưa. Rồi lỗi rồi ha, bây giờ mình muốn lấy giá trị về đúng không, để chúng ta khởi tạo cái dữ liệu trước nha. Đây xóa đi ha, mình đặt, bây giờ mình đặt cái gì đây đúng không, hệ thống IoT, mà đặt tên này hệ thống nó gì, mình là gì, system đi ha. Ok đặt IoT app đi, vậy cũng được ha. Rồi ha, ở đây mình ghi là gì, nhiệt độ đúng chưa, nhiệt độ mình cho nó là 33 chẳng hạn đúng không, đó độ ẩm đúng không, độ ẩm mình cho nó 60. Sau này giá trị thì từ cái cảm biến mình sẽ gửi đến đây ha. Rồi ha, mình sẽ có là gì đây đúng không, điện 1 mình cho nó bằng 0 đúng không, điện 2 mình cho nó bằng 1 0 ha. Rồi ok chưa, đó IoT app là gì, nhiệt độ độ ẩm đúng không, à, mình lấy trường này về đúng chưa, nó sẽ là gì đây, đó ok nó thì là sạc vô đúng không, IoT app đúng không, sạc nhiệt độ đúng chưa, đúng không, đó mình gọi S nhiệt độ ha, mình giờ mình có nhiệt độ đâu, nhiệt độ mình đúng không, chấm set test coi, à, là S nhiệt độ đúng chưa, là mình thì lấy được nhiệt độ từ kia về đúng chưa. Đó à, run bằng xem thử nha. Thu nhỏ lại tới giờ anh Dung ha. Nhiệt độ đúng không? Coi ha. Nó chưa có về được không? Tại sao nó chưa về được ha? Để coi. IoT IoT app nhiệt độ đúng không? Để coi có nó mạng chưa? Rồi ha. IoT app nhiệt độ đúng không? Nó có độ, có 33 đúng không? Rồi ha. Bây giờ mình muốn có chữ độ C đúng chưa? Thì người ta copy thêm chữ độ C này vào đúng không? Đó.
rồi ha, đó ha. Bây giờ mình muốn độ ẩm thì sao ha, tương tự độ ẩm thì mình đây là độ ẩm nút trên này ha, đúng không, độ ẩm đúng không. Rồi chúng ta dưới đây mình thử là gì, SDM đúng không, đó mình ký hiệu cái chữ string thôi, độ ẩm đúng không, rồi ha, độ ẩm thì mình S độ ẩm đúng không, SDE đúng không, độ ẩm đúng không, rồi độ ẩm thì phần trăm đúng không, phần trăm hát đúng chưa, nhớ là cái phần trăm hát, phần trăm hát hình như độ ẩm bên này thiết kế là gì đây, phần trăm hát đúng không, rồi ngồi luôn bạn xem thử nha. Đấy, sao màn chậm dữ ta, ba ba sáu đúng không, ví dụ anh chờ đến 31 đi, ok 31 đúng không, 3 giờ 61 cái hạn đúng không, tại vì anh chỉnh cái chế độ, anh chỉnh cái gì chế độ 2K nó làm chậm á, đơn chỉnh là ha, 2K nó làm chậm á, đơn chỉnh cái màn hình lại ha. Chọn đất này, một không không rồi ha, rồi ha, đến chính gì mà không không rồi ha, tại vì của anh là mình mua license á, cho nên là chúng ta chỉnh được, chứ còn nếu không có license là thôi không chỉnh đi ha. À, nó bị chậm ha các bạn ơi, chứ không phải nó bị chậm, nó có sẵn mà nó bị chậm, mình rút lại thôi nha. Nó lên đây cũng hơi chậm kỳ ta, ý là ở dưới kia nó có rồi nhưng mà lên nó chậm dữ, lên coi à, nó cập nhật ra đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm về cái đèn nha, ok chúng ta sẽ làm về cái phần đèn nha. Đây thì phần đèn đúng không, thì chúng ta cũng làm gì đây, mình gọi là biến đếm đúng không, in private in đèn màu đếm một ha, đếm một ha, đếm bằng một ha, đếm hai cho mình một luôn nha, rồi ha, rồi đó. À, đèn một đúng không, đèn một đúng không, chấm set on the listener đúng chưa, rồi new view đúng chưa, đó mình kiểm tra mình cho đếm một, mỗi lần nhấn thì đếm một cộng cộng đúng chưa, đó đúng chưa, mỗi lần nhấn thì mình cho một cho cái bấm đếm tăng lên đúng chưa, đó mình lại mình đi vào chỗ này. À, đây ha, mình copy cái cú pháp ha. Đó, cú pháp là nó có bị bỏ đây nha, rồi ha, mình sẽ gọi là database một đi, không có hết bỏ đi ha, rồi tên thôi mà có đúng không, cái ô gì đó là cái chỗ này IoT nó chính là gì, IoT app đúng không, đèn một ha, ok đó, cứ mỗi lần nhắn là mình gửi số một đúng không, đúng chưa, nếu đây có phải nếu cái đếm một này nó phần trăm hai bằng không, nó số chẵn đúng chưa, cứ mỗi lần nhắn là mình tăng đơn vị đúng không, nếu nó chẵn thì chúng ta làm gì đây, gửi cho này xong máy chẳng thì cho này số 1 gửi số 1 cho anh ha, đó chẳng thì mình gửi số 1 lên, ngược lại lẻ đúng không, lẻ thì mình gửi số 0 lên thôi, ok đúng không. À, tương tự với thằng số đèn 2 cũng vậy thôi, đèn 2 đúng chưa, đèn 2 của mình cũng vậy thôi ha, đèn 2 thì mình dùng đếm 2 đúng chưa, đếm 2, đếm hai và cái trường đèn đúng không, ok rồi đúng không, đèn hai ha, rồi sau khi mình gửi đúng không, đó bây giờ mời các bạn xem nha, rồi đây nha, rồi đây thì mình coi cái trường dữ liệu của mình đúng không, khi mà anh click đây ha, nhìn này nha, chẳng hạn đếm không, thôi thôi tay tên lại không, đó ok đúng không, đó đèn hai vậy không. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt cái giá trị dữ liệu để chúng ta làm hiển thị cái đèn đúng không, chúng ta muốn hiển thị cái đèn đầu tiên các bạn vào đây, các bạn sửa cho anh nha, các bạn vào đây ha, chúng ta đi men các bạn sửa cho anh khu vực một này, các bạn sửa cho anh cái hình này đèn đúng không, đó cứ được phải có túi ml nha, sửa thành acrobat là chính là background cho anh ha, đó ok
Nhớ nha. Rồi đúng không? Cái này cũng vậy ha. Hình xướng này chính là gì đây? Á công bắc chính là background nha. Rồi, background. Đúng chưa? Rồi ha. Thì chúng ta trở về trong cái cable 1 này là đúng không? Ở trong cái này đúng không? Mình get trường về đúng không? Mình kiểm tra trường get về này. Đó. Gọi là S đèn 1 ha. Đèn 1 đúng chưa? Đèn 1. Đó ha. Mình kiểm tra nếu S đèn 1 đúng chưa? Chấm à, mình đã chiếu số 1 đúng chưa? Kim nó nghĩ cái nôm na là chúng ta sẽ get cái trường đèn 1 lên file bay về đúng không? Đó. Nếu mà nó là số 1 lập tức mình cho biến đếm mình thì bằng số chẵn đúng không? Bằng không chưa? Đồng thời mình cho đèn 1 của mình vậy. Set background default đúng không? Bro chấm là bộ chấm là bộ đúng chưa? Rau bộ chấm đèn sáng đúng chưa? Đèn sáng chấm sáng đi ha. Đó, ok. Ngược lại đúng chưa? Ngược lại là nó ghép về số 0 đúng không? Lập tức đếm với mình cho bằng mấy? Số lẻ đúng không? Đếm một của mình cho số lẻ đi. Bằng một lập tức cho đó. Đèn một đúng không? Chấm set draw bộ. Rồi suộc chấm r chấm draw bộ. Chấm tắt đúng chưa? Ok. Đó. Tương tự thì ở đây ha. Mình ép đèn 2 cũng vậy thôi. Cái đèn 2 của mình nó tương tự như vậy đúng không? Đèn 2 thì đây mình sẽ lấy về trường đèn 2. Đó, ép đèn 2 đúng không? Rồi ở đây là điểm 2 luôn ha. Rồi, điểm 2. Điểm 2. Rồi đèn 2. Run bạn xem thử nha. Đây. Ví dụ ra đúng không? Đang là đèn đèn 1 số 0 số 1 đúng không? Số 1 đèn đang sáng đó, tại vì cái áp này chậm thôi. Đến cô là thử tại sao chậm đúng không? Đó ha. Rồi ví dụ ra giờ cho chỉnh này thì không đúng không? Không này. Cái áp nó lót lâu cho nên đềm chế tại nó đã lên rồi ha. Đó, lót lắp áp rồi lâu à. Như vậy là chỉnh xong đó. Rồi ha. Các bạn đợi anh xíu để anh chữa cái máy xanh lót chặt. Rồi, ta run tiếp nha. Quên thì bây giờ nãy nó bị cái phần mềm dành chỉnh lại cái bản thân nhắn này đó, nhắn không đó à, nhắn đây đó, ví dụ giả sử như bây giờ đúng không, bây giờ ví dụ giả sử như bây giờ hai cái đèn đều tắt hết đúng không, đó tắt hết này. Đó tắt nha. Nào, thì em biến cho nó bao nhiêu, cho nó số 12, số 12 rồi ha. Mình tắt cái app đúng không, mình tắt cái app này đúng không, không tắt cái đúng không, ồ tắt cái app này đúng không, rồi ha. Tắt app này đúng không? Rồi anh để đây, anh luôn lại bạn xem thử nha. Đó. Thì chúng ta thấy là như vậy là cái ứng dụng của mình nó đã hoàn thành ha, đã khu vực 1 ha. Thì tương tự bây giờ mình đi làm qua khu vực 2 đúng không? Lúc nãy mình làm mà mình không có tính toán kỹ đúng không các bạn ha. Đáng lý chúng ta phải chỗ đây phải thêm cho xíu là khu vực 1 đúng không? Đó. Thì để nó dễ quản lý, điện 1 ha, đúng chưa? Điện 2, thêm cho khu vực nó dễ đúng không? Đó, rồi gì đây, nhiệt độ đúng không? Nhiệt độ độ ấm đúng chưa? Ở đó ha. Rồi ha. Mình sửa lại như thế này đúng không đó các bạn không? Chứ nếu mình để dày nó lại rất là khó quản lý đúng không? Đó mình nó lại cái nhiều trường rồi. Khi dữ liệu bị mất nó báo lỗi cái dữ liệu thấy chưa? Đó ha. Đó. Mình thêm một cái khu vực mới đúng không? Khu vực 2 đúng chưa? Rồi. Khu vực 2 mình có gì đây ha? Đèn 1. Đèn 2. Nhiệt độ đúng không? Độ ẩm đúng chưa? Thì bây giờ mình sửa lên cái app mình lại ha các bạn ha. Đây ha. Thì ở trên cái app mình còn thêm cái chỗ này là gì đây? KV1 vô nữa đúng chưa? Đó ha, thì vậy thôi. Mình thêm này vô nữa ha. Ở đó. Thêm nhiều xíu thôi, không vấn đề cả đúng không? Đó ha. Rồi đây thì mình thêm đi nữa thôi. Rồi ha. Luôn là bạn xem thử nha. Thì nó là tương tự bây giờ chúng ta đi qua cái khu vực 2 ha. Rồi đợi xíu nha. Rồi. Nó hết lỗi chưa ha? Chúng ta sẽ đi vào trong cái khu vực 2 nha. Mình sẽ copy nguyên cái ha, đó ha. Mình để ý nha. Tại vì anh làm quen rồi mới làm các bạn đừng có trước anh nha, rồi ha. Copy nguyên cái này lại ha. Đó. Mình để ý mình vào trong cái bản khu vực 2 nó chỉ khác mỗi cái hai cái này hai đúng không, hai đúng không, copy mình dán vào thôi ha. Thì mình sửa đây lại đúng không, hai đúng chưa, vậy cho nó nhanh. Nhưng mà các bạn chưa rành thì các bạn làm từng bước thôi nha, đừng làm giống anh đó, là sửa đây khu vực 2 đúng không. Đó mình làm mình có cái giống giống nhau thì mình sửa nó dễ lắm ha các bạn ha. Đó.
đúng chưa? Đó thôi. Bây giờ mình rõ về cái khu vực 2 giờ để xem nhà Memphis. Khu vực 2, khu vực 1 bây giờ mình rõ về cái bán khu vực 2 nha. Ok. Đó, khu vực 2 của mình đúng không? Đó lên liền thôi, bấm nó cũng vậy thôi, khu vực 2 chưa? Đó ha. Như vậy là chúng ta đã làm xong đúng không? Bây giờ mình sẽ trở về trong cái layout của mình đúng không nào? Trở về cái mình trở về cái đăng nhập của mình đúng chưa? Trở về đăng nhập đúng không? Thì đây coi. Mình sẽ vào Memphis, mình sửa lại chỗ này chính là gì? Main activity 1 đó rồi ha. Đây chính là gì? KV2 đúng không? Rồi ha. Đó. Mình vào để mình thấy là gì ạ? Sau khi mà chúng ta đã nhập xong đúng không? Nó trở về class main đúng không? Đó. Nó trở về class main, là trong class main mình trở trong khu vực nào thì nó sẽ hiển thị khu vực đó đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ làm trong cái layout main này đúng không? Mình thấy trong cái layout main đâu? Main này có chính là main 2, activity 2 đúng không? Nó lấy giá trị từ cái layout 2 đúng không? Đó thì mở 2 lên. Run to dễ nhìn nha. Rồi đây. Click vào ô này đến là gì đây? Mình đặt tên là gì? A đi ha. Đó. Đó. Click ô này mình đặt tên là B đi ha. Rồi. Ok. Thì mình trở vào đây đúng không? Mình khai báo giúp anh là gì? Private nha. Private. Relay layout đúng chưa nào? Relay layout mình chọn là gì? Là khu vực 1, khu vực 2 đúng chưa? Rồi đó. Mình ánh xạ từ cái vỏ sang cái ruột đúng không? KV1 bằng file br.id.e đúng không? Rồi ha. Rồi ha. Tương tự KV2 bằng file id đúng không? r.id.b đúng chưa? Rồi ok. Rồi, chúng ta sẽ gì? Khu vực khi mình click vào trong trong cái ô khu vực 1 đúng không? Set on the listener. À đúng không? Đây. News view. View ok. Mình sẽ có gì đây ha đó. Intent instant is nó sẽ bằng là gì? New instant đúng không? Từ đây từ đâu? Từ main list main chấm this đúng không? Mình trở về trong cái class nào? Ok. Trở về trong cái class là gì đấy? Khu vực 1 đúng không? Khu vực 1 chấm gì đây? Chấm class. Ok. Đúng không? Có một class đúng không? Rồi. Chấm class. Ok ha. Rồi ha. Tương tự mình nói start, mình start activity đúng không? Rồi ha. Tương tự mình trở về khu vực 2 đúng không? Đó thì nó gì đấy, nó là khu vực 2. Ok, rất đơn giản đúng không? Mình run bạn xem thử nha. Đây đây nha, admin mà khẩu là 123 rồi, đăng nhập vô khu vực 1 thấy chưa? Đó ok, giờ quay lại đây khu vực 2. Đó ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái app này rồi ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo.